từ kẻ vô gia cư đến tỷ phú khi dựng đế chế Tê Quy La đắc hàng nhất thế giới. Tỷ phú Tuân Bao Yazaria sinh năm 1944, là nhà đồng sáng lập công ty chuyên sản phẩm chăm sóc cấp Tuân Bao Mixel Systems và hãng rượu cao cấp Patron Spirits. Trước đó, ông từng là người vô gia cư, sống lang bạc trong xe ô tô và khởi nghiệp từ một nhân viên bán dạo dầu gội đầu. Yazaria sinh ra trong gia đình nghèo khó có hai anh em trai. Bố mẹ của ông đều là dân nhập cư Mỹ. Khi mới 2 tuổi, cha mẹ của ông ly dị và quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Từ khi lên 9, Yazaria đã phải cùng anh trai đi bán báo và tiệc Giáng sinh khắp nơi. Tuy nhiên, gia cảnh ngày một khó khăn khiến người mẹ buộc phải gửi hai anh em vào cô nhi viện. Khoảng thời gian sau đó, Yazaria đã tham gia vào một nhóm giang hồ đường phố. Nhưng ông đã quyết định thay đổi cuộc đời sau khi bị giáo viên cho rằng sẽ không thể thành công dù làm gì đi chăng chăng nữa. Từ đó, ông làm đủ nghề để kiếm sống. Mọi nỗ lực cuối cùng đã giúp Yazaria bén duyên với ngành kinh doanh chăm sóc tóc tại hai công ty Redken và Firmodin Haircare. Nhưng sau một thời gian, ông bị sa thải. Yazaria lâm vào cảnh vô gia cư khi phải sống trong xe ô tô. Năm 1980, ông hợp tác với nhà tạo mẫu tóc Bao Mixel thành lập hãng sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc Tuân Bao Mixel Systems chỉ từ khoản vay vỏn vẹn $700, khoảng 17 triệu Việt Nam đồng. Cả hai đã phát triển hãng thành một thương hiệu toàn cầu với doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Cuối thập niên 80, ông đầu tư tiền vào một công ty chuyên sản xuất điện thoại di động. Ngoài ra, ông còn mở một chuỗi các tiệm chăm sóc chó mèo. Năm 1989, Yazaria sáng lập thương hiệu sản xuất rượu cao cấp Patron Spirits và tiếp tục gặt hái thành công. Hiện, Patron là một trong những nhãn hiệu rượu tequila bán chạy nhất thế giới với doanh số khoảng 3 triệu thùng mỗi năm. Năm 2018, Patron được Bacardi Limited mua lại với giá 5,1 tỷ đô la Mỹ, 124.000 tỷ Việt Nam đồng. Yazaria nắm giữ 70% cổ phần của Patron vào thời điểm đó. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông vào khoảng 3 tỷ đô la Mỹ.